Đây là một bộ phim tội phạm hàng đầu của Hàn Quốc. Cô bé vì muốn trả thù cho bố đã nhẫn nhịn 15 năm. Cuối cùng phát hiện người thực hiện 7 vụ án mạng không phải chỉ có một người, mà là có hai người. Một người thích đâm, một người thích chém. Phương pháp phạm tội của hai người khác nhau hoàn toàn. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Kẻ sát nhân liên hoàn, Ji Beom, sau khi giết người thứ 7, bị người tố cáo và bị bắt. Nhưng vì 6 vụ án mạng lúc trước không đủ chứng cứ, quan tòa chỉ có thể kết án tội giết người thứ 7. Cuối cùng, Ji Beom bị phán ở tù 15 năm. Người thân của nạn nhân không thể chấp nhận kết quả này. Xung quanh đều là tiếng khóc và tiếng la mắng. Trong đám người, có một cô bé không khóc cũng không mắng, bình tĩnh nhìn những chuyện đang xảy ra trước mắt. Cô bé này tên là Hee-jo, là con gái của một đội trưởng cảnh sát. 3 tháng trước, bố của Hee-jo, sau khi anh thay thế thuộc hạ Dee-ong trực ca xong đang trên đường về nhà. Trong lúc đi ngang qua Ji-beom, Ji-beom lấy dao đâm một nhát vào cổ anh. Thủ pháp điều luyện đến nổi người đội trưởng này phải qua một lát mới phát hiện. Anh lấy tay che cổ, cố gắng đi về nhà gặp mặt Hee-jo lần cuối. Hôm sau là ngày sinh nhật của đội trưởng, thuộc hạ Dee-ong cố tình đến cùng anh mừng sinh nhật. Khi mở cửa, chỉ thấy Hee-jo ôm lấy bố mình trong vũng máu. Và sở dĩ hung thủ Ji-beom bị bắt là do bạn thân của anh Min-soo tố cáo. Min-soo và Ji-beom cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Bọn họ có cùng một sở thích, đó chính là giết hại động vật nhỏ. Min-soo thích chém, Ji-beom thích đâm. Thói quen này khiến bọn họ trở thành một tên sát nhân. Và vụ án giết người liên hoàn thật ra là Min-soo và Ji-beom cùng nhau làm. Nhưng sau này Min-soo và bạn gái của Ji-beom xảy ra quan hệ với nhau. Ji-beom tức giận giết chết bạn gái. Trong lòng Min-soo này sinh oán hận nên đã tố cáo Ji-beom. Điều này mới khiến cảnh sát có cơ hội bắt Ji-beom. Nhưng pháp luật lại không có cho Ji-beom sự trừng phạt thích đáng. 15 năm sau khi Ji-beom ra tù, Dee-ong xuất hiện trước mặt anh ta và nói với anh ta rằng mình sẽ lại một lần nữa bắt anh ta vào tù. Dee-ong quay về đồn cảnh sát, phái người giám sát nhất cử nhất động của anh ta. 15 năm trôi qua, giờ đây Dee-ong đã thăng chức thành đội trưởng và cô bé lúc đó cũng đã trưởng thành. Sau khi Hee-jo trưởng thành, yêu thích âm nhạc, thích tác phẩm của Nichi, thường xuyên tưởng tượng mình đứng trên sân khấu kéo đàn violon và cũng thường xuyên làm việc ở đồn cảnh sát. Mọi cảnh sát trong đồn đều biết vụ việc xảy ra năm đó, luôn quan tâm chăm sóc Hee-jo. Mỗi khi lãnh lương, mọi người đều lấy một ít tiền lương của mình ra đưa cho Hee-jo. Ngoại trừ con gái báo thù cho bố, nhẫn nhịn 15 năm ra, cảnh hai tên hung thủ chém giết lẫn nhau cũng vô cùng hấp dẫn. Và bên này Ji-beom cấm dục nhiều năm, sau khi ra tù đã kêu gái gọi. Sau khi xong chuyện, gái gọi quay lại xe của tên dắt gái thì bắt đầu chửi mắng, nói mình gặp được một tên biến thái. Còn kẻ dắt gái an ủi vài câu rồi xuống xe đi vệ sinh. Chính vào lúc này Min-soo xuất hiện, giết chết kẻ dắt gái, rồi lên xe giết chết gái gọi. Mục đích chính là đổ lỗi cho Ji-beom vừa mới ra tù. Và thật ra, cảnh này đã được Hee-jo có cùng kế hoạch nhìn thấy. Đừng xem Hee-jo bề ngoài yếu đuối, thật ra đều là do cô ngụy trang. 15 năm nay mỗi ngày cô đều rèn luyện cơ thể, mục đích chính là vì để báo thù. Về nhà, cô nằm trên sàn nhà dán đầy thông tin về kẻ sát nhân. Suy nghĩ là ai đã thay cô hoàn thành kế hoạch. Hôm sau, Ji-beom bị đưa đến đồn cảnh sát. Nhưng dựa theo camera của khách sạn, anh ta không có điểm nghi ngờ gì cả. Dee-ong chỉ đánh thẳng người. Tối đến Hee-jo đứng trên sân thượng, nhìn thấy người mẹ của mình đang bị bố kế đánh dã man. Và người bố kế này của cô thật ra là một tên nghiện cờ bạc và nghiện rượu, thường hay bạo hành người mẹ. Hee-jo thường hay nói với bố kế, ông cách ngày chết không lâu rồi. Bố kế cảm thấy cô bị thần kinh, thường hay thích nói nhảm. Nhưng ông ta không ngờ, Hee-jo chính là đợi Ji-beom ra tù, rồi giết chết ông. Hee-jo dùng đá đập liên tiếp vào đầu ông và bắt chước theo cách giết người của Ji-beom, đâm một nhát vào ông. Sáng hôm sau, xác chết bị mọi người xung quanh phát hiện. Và Ji-beom cũng tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy cách giết người giống như mình lúc trước. Anh ta ý thức được có lẽ có người muốn đổ tội cho mình. Anh ta chú ý được Hee-jo ở phía sau, liền chạy đuổi theo. Còn Hee-jo vì đã tập luyện nhiều năm nên còn chạy nhanh hơn cả Ji-beom, khiến anh tốn công vô ích. Mục đích của Hee-jo cũng đã đạt được. Tội phạm giết người 15 năm trước, ra tù 2 ngày thì đã chết 3 người. Tin rằng không bao lâu nữa, Ji-beom sẽ bị bắt lần nữa. Thật ra Dee-ong sớm đã muốn bắt Ji-beom, nhưng vì không có chứng cứ nên không thể hành động. Bên kia, Min-soo đã đến khách sạn mà Ji-beom đang ở. Thấy lần trước mượn dao giết người không thành công, lần nay anh ta sẽ đích thân ra tay. Ji-beom phát hiện bên ngoài có người nên đã sớm trốn trong nhà vệ sinh. Min-soo đi đến trước cửa nhà vệ sinh. Chính vào lúc Min-soo mở cửa, Ji-beom lấy dao đâm ra ngoài. Nhưng nét mặt của Min-soo bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Một trận chiến lớn sắp bắt đầu, nhưng Dee-ong đột nhiên xuất hiện hóa giải trận chiến. Nhưng trận đấu của hai người vẫn sẽ tiếp diễn. Hee-jo tưởng rằng bố kế chết rồi thì mẹ có thể sống tốt hơn. Không ngờ mở cửa nhà ra thì phát hiện xác chết của mẹ. Người mẹ uống thuốc tự sát. Sáng hôm sau, Hee-jo thu thập hết tất cả thông tin, sau khi phân tích kỹ càng thì phát hiện vụ án mạng năm đó vẫn còn hình bóng của một người. Thì ra hung thủ giết người có hai người, một người thích đâm, một người thích chém, và người còn lại chính là Min-soo. Hee-jo đến nhà Min-soo làm bẫy điện, giật chết Min-soo vừa về đến nhà và di chuyển xác chết của Min-soo đến khách sạn của Ji-beom. Sau đó ẩn nấp trong phòng. Ji-beom quay về phát hiện trên giường có xác chết. Mở ra xem, cái xác đó chính là Min-soo. Ji-beom chưa phản ứng kịp thì đã bị Hee-jo đâm một nhát vào đốt sống thắt lưng thứ 3, khiến anh ta mất đi khả năng cử động. Nhưng Hee-jo không có giết chết anh ta.
Tại vì nếu như Ji-beom chết thì sự thật 15 năm trước sẽ bị che đậy. Cái mà Hee-jo muốn là Ji-beom mang tội giết người, bị phán tử hình. Thế là đánh ngất anh ta rồi cố định anh ta trên giường. Sau đó cảnh sát đến, nhưng Ji-beom đã biến mất. Và ở trong bồn tắm của phòng khác, phát hiện một cặp tình nhân toàn thân máu me. Cảnh sát chưa kịp nhận diện khuôn mặt của bọn họ thì đã đưa bọn họ đến bệnh viện. Người đàn ông khuôn mặt đầy máu chính là Ji-beom. Trên đường đến bệnh viện anh ta chạy thoát. Ji-beom đến nhà Min-soo, ngồi trên ghế sofa suy nghĩ toàn bộ quá trình của sự việc. Người mà mình muốn giết bị kẻ khác giết rồi mà còn đổ lỗi cho mình. Anh ta nhớ lại những người bản thân và Min-soo đã giết, phát hiện trong đó dư ra một người đàn ông trung niên, chính là bố kế của Hee-jo. Anh ta đến tiệm net tra thông tin, phát hiện vợ của bố kế chính là vợ cũ của đội trưởng cảnh sát năm đó. Bọn họ có một đứa con gái, và bây giờ tuổi tác của cô gái này giống với tuổi tác của cô gái trong khách sạn. Bây giờ anh đã hiểu ra được tất cả mọi chuyện. Lúc này quản lý tiệm net phát hiện bất thường đã tố cáo Ji-beom. Ji-beom bị Dae-yong mang người bao vây, nhưng không ngờ anh ta cướp một chiếc xe cảnh sát và trốn thoát, còn lái xe về đồn cảnh sát. Điều này Dae-yong không hề nghĩ đến. Ji-beom giả vờ mình là cảnh sát, tra được địa chỉ của Hee-jo, chuẩn bị đi giải quyết cô. Nhưng thật ra Hee-jo đang đợi anh ta. Cô cho rằng sau khi Ji-beom biết được sự thật chắc chắn sẽ đến tìm cô. Không lâu sau, Ji-beom quả nhiên đã đến. Hee-jo cầm dao xông ra từ trong bóng đêm, và Ji-beom đã sớm cảnh giác và đâm lại một nhát vào Hee-jo. Nhưng đối diện trực tiếp với Ji-beom chỉ là một trong các bước kế hoạch của Hee-jo. Mục đích của cô là dụ Ji-beom đến địa điểm chỉ định. Sau đó Hee-jo một bên chạy, một bên liên lạc với Dae-yong, cuối cùng dừng lại ở một công viên và ngồi trên một chiếc xích đu. Ji-beom còn chưa kịp phản ứng gì cả, Hee-jo lấy dây xích sắt siết cổ mình, buông tay, treo chết mình trên xích đu. Cô hy sinh bản thân là để Ji-beom mang tội giết người. Sau đó Dae-yong đuổi đến và bắt anh ta. Lần này trên tòa án, Ji-beom bị phán tử hình, và Dae-yong cũng đến phòng của Hee-jo. Nhìn thấy cả đống thông tin tội phạm giết người, cuối cùng anh ta cũng đã hiểu câu nói mà Hee-jo từng nói với anh ta. Lý do duy nhất cái ác có thể thắng chính là vì những người hiền lành không có cố gắng làm một việc gì cả. Và các bí mật trong căn phòng này chính là bức ảnh soi dọi cuộc sống 15 năm nay của Hee-jo. Vì báo thù, một cô bé 7 tuổi có thể nhẫn nhịn 15 năm. Bộ phim này ngoài nội dung ra, cảnh đối chiến của hai tên sát nhân cũng vô cùng hấp dẫn. Nếu thấy cảm thấy hứng thú thì xem phim nguồn.